Chứ mình gọi là gì? Mình tiếng ở đây gọi là tinh lòng. Ngon à? Tinh lòng. Ừ. Ăn đi, ăn đi. Bây giờ là khởi đầu cho buổi chiều ngày hôm nay thì là anh Thuận sẽ đốt để bắt con châu chấu. Chuyện này các anh gọi là con gì anh Thuận này lúc nãy nói nhỉ? Mày gọi là con gì nhỉ? Chôm chôm. Nhưng mình cứ tạm dịch là con châu chấu đi, vì lúc nãy em xem giống nó con châu chấu lắm. Gọi là con chấu thôi. Mình có 4 người nhưng mà em tị nó không ăn được. Chuyện này thì chắc phải là phải làm để mình với anh Thuận với anh Phong ăn thôi. Cây đấy ăn ngứa cổ mà. Ôi ôi, cứ thế nhặt được kìa. Ui dồi. Chả biết dụng chưa? Dụng rồi, cháy gần hết. Ôi, em chả thấy con nào nhỉ? Nhiều đấy anh ạ, à. Nó phải được mát đấy. Chưa xuống rồi. Chưa xuống rồi. À, một em. Ui. Hai em. Ôi đây. To. Bám anh ạ. À. Nó phải đây. Đây các bạn này, con mà bọn mình về anh Thuận là kiếm đây này. Châu chấu ma này, con này gọi như kiểu thế. Này tiếng phổ thông thì châu chấu thôi, châu chấu hốc cây thôi. Đây đây gì? Này anh ơi. Đấy. Đừng một ôm tử tế thôi. Còn nhiều đấy. Đây này. Ui, một đống đây. Ôi. Nhiều vết. Cứ lên rừng là có cái ăn thôi. Đây. Một con này. Hai con. Ba này. Bốn. Năm. Có con to con nhỏ. Con to. Mình được 5 con này. Đôi này có món nhậu rồi. Lá. Hai lá chua. Trên này vẫn có khói nhỉ. Trong này nó tụ khói đời trong này. Thế là được là một túi à. Tập cỡ được bát thôi nhỉ. Vị nó qua đâu. Còn dị ứng. Ăn thì dị ứng. Con này có màu đen thẫm hơn nhỉ. Màu khác hơn anh ạ. Chú tỏ lấy tanh nhỉ, mình vừa thái thịt xong tanh nó ra nó ăn. Thái thịt con để em tí đấy, tối xem đi cho. Em thử xem nó nhỏ hay to nhá. Còn dưới. Ơ, đâu? Không phải à? Mình thấy bò vào hay sao ấy? Không phải. Nhầm. Chắc nó già quá. Vẫn ăn được sao ấy? Vừa chết thôi. Hả? Đau nóng quá hả? Chắc là lũ. Thôi cứ mang lên để tí vẫn ăn được mà. Ok đó. Anh vứt đây nào. Thì con này chết mất rồi. Không ăn được ấy. Châu chấu lúc nãy thì anh Thuận anh ấy ướp lạnh đây rồi. Thằng em đang câu cua chứ. Câu cua. Bìa nó ra hơn.
tành như một da. Anh cũng nghi lắm. Cái này là câu cua. Lúc nãy là được một con rồi. Trong này có một con nhưng mà nó lại không ra. Trượt mất con này ngay trong này các bạn. Đây bọn mình vừa thử đi câu nhưng mà không được con nào. Em Tị nó vứt luôn cái cần câu đây rồi. Quay lên để thiết kế chỗ ngủ cho buổi tối hôm nay đã. Để tối hôm nay bọn mình sẽ nuôi muỗi ở đây. Nuôi muỗi, nuôi vắt, nuôi kiến ở đây. Chỗ này 4 người là hợp lý đấy. Dập lửa đi cho mình đốt xong rồi. Mình cho lên bên kia cái cây cơ kia kìa. Ôi. Anh lúc mình phải bổ cắn vào đấy. Cho lên cạc đấy luôn chứ. Anh chặt đi có đến đấy. Anh có số không? Có thoải mái mà. Đấy vừa khít. Ai ai tụt ở kia nhé. Hơi cao nhỉ, cuối phần điện công việc là nấu nướng và tí là thành cái khung lều luôn mà. Lều này không phải mua. Mọi người nằm một góc thôi mà. Anh em mình sẽ lột cái láng bằng cái láng câu. Cái láng của anh em. Tối nay chỉ sợ nuôi muỗi thôi.
Nào có cơn mưa dông nào đấy thì mình còn không bị ướt. Làm gì? Kín chưa? Kín rồi đấy. Đấy, ok rồi. Giả sử thay đổi. Chặt thêm mấy cái này làm lót đây à? Ngang ngang này, nó kín kín đi. Lên đấy lại làm thế thì nó tốt bài đấy. Làm đi làm lại. Làm nó. Nhưng mà lá là lá kia, lá sẵn rồi. Có cái này chả có kiến nữa đâu. Đấy, tối có gió là nó đi. Tối anh nằm chỗ đấy à? Tối nằm chỗ này thôi. Chỗ chưa? Cho chú Thanh ngủ chỗ này nhá. À, chỗ đấy có đá. Ừ, tí nữa sướng cho nào. Ôi ai tí đi luôn bây giờ ấy. Đi đâu? Đi con trai đi xuống cái kia chứ. Con trai đến tối về đến đây. Không thiếu việc đâu, đi kiếm ăn ấy. Ai nhỉ, đúng con đá to rồi anh. Tối rồi, vị nằm chỗ đấy. Càng tốt, ngủ lại trên này mà đây này. Đỡ đau lưng chứ. Anh Thuận vừa bảo mình nằm đấy mà. Ngủ này được. Đấy. Đây thì thôi rồi. Quên đời phải nghĩ luôn. Nuôi vắt nuôi mũi luôn. Đơn giản thế là thôi, mưa chưa chắc đã vào được. Chắc vào. Có chỗ mắc bóng rồi. Giờ hơi sớm là gì của cá. Đánh tận dưới kia được. Cá đi gọi kia chân thả đáy được không? Ngủ đấy nó tiện nó đi qua không được. Lâu quá rồi đúng không? Này nó không phải lâu nhưng mà nó đánh nó cứ kéo lôi cả đá ấy, nó đứt. Ô lấy cả bóng cái này đọt đi lên kia. Thì bây giờ bọn mình đi kiếm canh buổi chiều. Mình sẽ đi đánh cá. Đánh cá bắt cua. Tóm lại là gặp cái gì là bắt cái đấy. Cái thác có sao không anh Thuận? Tận chỗ lúc mình mới vào đấy à? Mới vào thì còn xuống lâu. Nó đi đánh cái thác thế thì còn mưa ấy chứ. Lúc nãy là bọn mình đi trên trên bờ mà nó nắng quá nên bọn mình giờ chuyển xuống đi xuống suối, dọc suối cho nó mát. Toàn đá thôi. Đầy suối mấp mồ. Đây là đi xuống ngọn suối xong mới vòng quay lên. Chỗ này chẳng phải có người đi đến rồi nó mới có lối này đúng không? Bịt mắt và thả đây có khi đấy. Ban đêm có khi chả có ai đi dám vào đây đâu nhỉ? Chứ có để rừng như thế này mà được đi săn phải tốt hơn đúng không? Đi phá hết đi.
Suối này mới hay có cua đây đúng không? Có cái bùn tanh. Chả thấy con nào nhỉ. Mặt lẽm đây gì. Đây ngoạn này. Đá này nhìn lạ lắm. Đá này có vàng đấy. Có vàng hay sao anh ạ? Mình đi, tại mình đi là mấy cục đấy. Rãnh bên này đục hơn này. Mình vừa đi theo với anh cả. Chết em rồi. Cậu bị sướng cái gì? Anh Thuận anh đang bảo mấy trước là cậu mấy em dưới phố. Sướng thì sướng thật nhưng mà chết đấy.